Xin hân chào mừng sự hiện diện của quý vị đại biểu, các vị khách quý, các thầy cô giáo và các bạn cựu học sinh khối 7 trường khóa học 1974-75 cấp 2 trường Sơn Sơn ngày hôm nay. Thay mặt cho ban tổ chức xin gửi lời kính chúc quý vị đại biểu, các vị khách quý, các thầy cô giáo và các bạn lời kính chúc sức khỏe và lời chào trân trọng nhất. Chúc buổi gặp gỡ của chúng ta hôm nay thành công tốt đẹp. Vâng, thời gian cứ trôi theo năm tháng, 48 năm háo hức chờ mong được gặp lại thầy cô và các bạn cũ để ôn lại những kỷ niệm thời học trò đã qua, và hôm nay đây đã thành sự thật. Gặp lại hôm nay, lòng sao bâng khuâng không nói nên lời, gửi qua những tiếng hát nụ cười hôm nay. Và bây giờ xin kính mời các vị đại biểu, các thầy cô giáo và các bạn ta hướng lên sân khấu thưởng thức một số tiết mục chương trình văn nghệ do các bạn học sinh khối 7 của chúng ta biểu diễn, mở màn với bài ca khúc Hát về Sơn Sơn do tốp ca của trường của lớp trình bày. Xin kính mời các diễn viên ta lên sân khấu. Ai không hát thì đứng lên. Đứng lên.